Bản tin y tế chiều ngày 14 tháng 3 năm 2021, thêm một ca mắc COVID mới, là bệnh nhân số 2554, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ca bệnh số 2554, giới tính nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10 tháng 3 năm 2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.